tới với thí sinh Nguyên Ngô. Hôm nay chị dự thi bánh nào chị dự thi? Bánh tét. Bánh tét của chị là bánh tét chay hay bánh tét mặn của chị? Bánh tét mặn á cô. Bây giờ chị xin chị trình bày cái bánh chị gói như thế nào ha? Trước hết thì tôi nếp thì tôi gút rồi tôi để rồi tôi rang lại rồi bắt đầu mới thắng cốt nêm nếm cho vừa ăn rồi mới trộn vô. Còn nhân thì mình cũng mua về thịt đó mình phải ướp tiêu đường muối rồi cho nó vừa ăn vậy đó cô. Đậu cũng vậy, nấu đánh cho nó tan ra rồi mới gói như vậy nè. Thịt chị đã gói ở trong cái nhân rồi à? Dạ, cái nhân thịt ở trong, cái đậu ở ngoài. Tức là cái thịt chị có phải ướp hay gì không? Dạ có, thịt thì mình ướp đường với muối cho nó vừa ăn vậy đó. Tiêu với hành hương, hành lá rồi mình ướp vô. Giờ chị bắt đầu chị gói. Vậy chị Phi Khanh với chị Quỳnh Hương với Adam Hồ có câu hỏi nào muốn hỏi? Chị Nguyên, Phi Khanh nhận thấy là gạo của chị để trắng tinh như vậy, chị không có ướp. Thì tôi cũng như là tôi gút cho nó khô rồi bắt đầu tôi mới thắng nước nước dừa rồi để mà hành rồi vô mình xào lại cho nó béo á cô. À, là chị có nước dừa trong này như vậy. Ok. Chắc là ý của Phi Khanh nói rằng là không có thấy có một cái chút xíu màu xanh nào. Có nghĩa rằng là đây là không phải là bánh lá dứa có đúng không? Cái này là bánh tét nhân thịt thôi chứ không có phải bánh tét lá dứa. Bánh tét nhân thịt cho nên không có màu lá dứa. Any questions, Adam? Vâng, mời chị bắt đầu gói đi. Nhưng mà Hương ơi, khi mà gói bánh chưng hay bánh tét mà có cái màu xanh đó đâu có nghĩa là mình muốn nó có cái mùi lá dứa đâu phải không? Tại đôi khi cho nó cái màu cho nó đẹp đúng không? Khi Khanh đưa cái điểm này ra rất là đúng và để Quỳnh Hương chia sẻ là tại vì theo Quỳnh Hương biết bánh tét mà có cái màu xanh thường thường là họ làm để có cái hương vị lá dứa. Nhưng mà bánh chưng thì không, tuyệt đối không thể nào mà có hương vị lá dứa được hết. Bánh chưng cái màu xanh đó là một đó là nó nguyên thủy từ cái màu của lá chuối và lá dong nó ra. Còn nếu như mà nó cái lá mà nó không có đủ cái màu đó là mình có thể mình pha một chút xíu phẩm vô. Và thưa quý vị, chúng tôi thấy là chị Nguyên Ngô đang thao tác rất là khéo léo và nhanh nhẹn một cái đòn bánh tét phải nói là rất là lớn. Và đây là những cái đòn bánh tét mà chị đã gói trong cái chương trình hôm nay đã được ban giám khảo niêm phong bằng những cái sợi ni lông màu xanh thế này để đảm bảo rằng thì là cái bánh tét này đã được gói và cũng như là được mọi người chứng kiến. Và những cái đòn bánh tét mà có cái niêm phong màu xanh như thế này đó thì sẽ được đem về để mà nấu và sau đó ngày mai trước khi cắt thì ban giám khảo sẽ xem lại một lần nữa để chứng tỏ rằng những cái đòn bánh tét này đã được gói từ hôm trước. Đồng thời cũng phải trưng bày một cái mâm cỗ kèm theo những cái đòn bánh tét trên cái mâm trên cái bàn mâm cỗ ngày Tết đó nữa. Đó là phần thi của nhóm thí sinh số 9 là chị Nguyên Ngô. Xin mời cho chị Nguyên Ngô một tràng pháo tay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hướng mắt về nhóm cuối cùng cũng với cái nội dung là thi bánh tét. Chị cho Hâm hỏi là nhóm của chị là có 3 người phải không ạ? Các chị đến từ thành phố nào? Em đến từ Las Vegas. Wow, từ Las Vegas. Mấy chị làm sao biết được cái cuộc thi này? Em có bà má nuôi kêu em tham gia đi cho nó vui. Thì là tụi em cũng nghĩ là thường thường là đa số là người lớn tuổi làm không. Thành ra ba đứa em nghĩ là thôi tụi em cũng muốn lên bon che một chút. Cái đó mình nghĩ là rất là cứ. Tại vì nếu mà mình không, người trẻ mình không có làm thì những cái thế hệ sau nó mai một, người ta không còn biết đến bánh tét bánh chưng nữa. Thì mình nên tiếp tục cái truyền thống đó. Mà Vi nhìn ở đây Vi nghĩ hình như cái bánh tét của mấy cô này làm là bánh tét mặn tại vì có thịt. Dạ đúng rồi, tụi em làm bánh tét mặn. Vậy cho Vi hỏi Cẩm Hằng. Cẩm Hằng cũng từ Las Vegas qua luôn. Không, em ở Roland High. Tức là Cẩm Hằng ở Roland High ở Cali này. Còn Tú Trinh? Em ở Vegas.
ban giám khảo có câu hỏi gì muốn hỏi các thí sinh? Cho Quỳnh Hương có cái thắc mắc là cái nếp nó hình như nó có một chút xíu gì đó, nó không có được trắng lắm phải không? Em có ướp lá dứa, ở trong này em bỏ nước dừa, rồi em xào nếp nó lên, rồi em nêm nếm nó. Cho nên là nó có một chút xíu màu. Trước hết thì chị hoan hô với em là tại vì trẻ mà biết gói bánh tét. Nhưng mà em gói lâu chưa mà sao gói rất là khéo. Và em có biết gói bánh chưng không? Tại sao lại chọn bánh tét để thi? Cái này là cũng trong một cái dịp hồi năm 1-2 năm trước đó, thì em cũng ham thích làm. Rồi em có người má nuôi đó nói ok xuống đây đi má dạy, thì má dạy sao em làm vậy. Vậy là má nuôi dạy, chắc má nuôi gói cũng đẹp lắm hả? Adam, I think you should have some questions for these young ladies. Well, how long have you been doing this? For the last 2 years. 2 years? Is it really hard? No, not really. I only have that question because I actually want to learn how to do it. So I'm going to ask my mom later. So next year, I think Adam will be involving. I'll be competing. He's going to be competing. Cảm ơn bà giám khảo. Và thưa quý vị, thế đó là nhóm thí sinh cuối cùng trong cái cuộc thi ngày hôm nay, cuộc thi gói bánh chưng bánh tét tại Thương Xá Phước Lộc Thọ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nhóm thí sinh thứ cuối cùng, thứ 7, thứ 10 trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời ban giám khảo trở lại bàn. Chúng tôi xin nhắc lại là chương trình này sẽ được chiếu vào lúc 8:30 tối thứ hai cho đến thứ sáu, tức là từ ngày 28 cho đến ngày mùng 1 tháng 2 trên đài KJLA 57.7 hoặc là Satellite Galaxy số 19 phát hình khắp Hoa Kỳ và Canada. Quý vị cũng có thể xem lại cái chương trình này trên hệ thống DirecTV KSCI của Leader Sài Gòn TV hoặc là trên website của chúng tôi là www.leadersaigontv.net. Và bây giờ thì thưa quý vị, ngày mai thưa quý vị lúc 11 giờ sáng tại Thương Xá Phú Lộc Thọ, vòng 2 của cuộc thi bánh chưng bánh tét sẽ tiếp tục diễn ra với các đội trong cái chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi đi một vòng lại để mà xem các cái bánh chưng bánh tét của các nhóm trong chương trình. Và thưa quý vị, đây là nhóm đầu tiên với những cái chùm bánh ú cũng như là bánh tét rất là dễ thương. Và nhóm thứ ba thưa quý vị là các chị ở Vegas đã đến đây cũng với đoàn bánh tét. Và nhóm thứ tư thưa quý vị đó là đền Chúa Xứ Thánh Mẫu Los Angeles với những cái đoàn bánh tét rất là đẹp và cũng như là những cái chùm bánh ú. Wow, rất là lớn thưa quý vị. Và nhóm thứ năm thưa quý vị là những cái đoàn bánh tét. Việc thí sinh này đặc biệt đó là đã có những cái phong bao màu đỏ phía ngoài này rất là đẹp, làm cho bánh tét phải nói là thêm đẹp đẽ hơn. Nhóm thứ sáu là bánh chưng do anh Duy Minh gói, đặc biệt là bánh gói bằng tay, không hề gói bằng khuôn. Rồi nhóm thứ bảy là cô Lương gói bằng khuôn, cũng là bánh chưng luôn. Cả anh Minh dẫn lẫn cô Lương đều là bánh chưng mặn hết. Và cái nhóm cuối cùng là chị Nguyên Ngô, phải không? Chị cũng là bánh tét mà bánh tét chay phải không chị? Ồ, bánh tét chị bánh tét mặn. Tất cả thí sinh xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ động tinh thần của tất cả các thí sinh tham dự ngày hôm nay. Và cái điều mà các thí sinh muốn mang đến đó là một trong những cái phong tục rất là tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta, đó là làm bánh chưng, bánh tét để mà dâng lên ông bà tổ tiên vào ngày xuân ngày Tết. Và bây giờ chúng tôi nghĩ là các thí sinh đang rất là nóng ruột để muốn trở về nhà thật nhanh để mà chuẩn bị cho cái phần nấu bánh chưng bánh tét là một trong những cái phần cũng quyết định rất là quan trọng. Chiều về, chiều nhẹ đưa ánh nắng vàng, từng đàn chim én trở về cùng hoa bướm đón xuân sang. Mặt trời khuất sau lưng đồi, nhường bước cho ánh nguyệt cười. Chợt trong tôi nỗi nhớ
một chiều xuân. Nơi đây đã in sâu trong tâm hồn tôi. Mấy xuân qua tôi chưa hề phai. Đóa hoa xinh tươi của núi rừng từng làm tôi bao sao xuyến. Bỗng thấy sang em bên dòng suối, suối tóc em gợi tình xuân. Tiếng hát em ngân vang núi đồi, làm ngàn hoa thêm rối ghen. Nơi đây đã in sâu trong tâm hồn tôi. Mấy xuân qua tôi chưa hề phai. Đóa hoa xinh tươi của núi rừng từng làm tôi bao sao xuyến. Bỗng thấy sang em bên dòng suối, suối tóc em gợi tình xuân. Tiếng hát em ngân vang núi đồi, làm ngàn hoa thêm rối ghen.